Xin chào tất cả mọi người, xét nghiệm sốt xuất huyết gồm những gì và bao nhiêu tiền nhé. Người bệnh đang sốt xuất huyết, bác sĩ thường cho kiểm tra xét nghiệm máu mỗi ngày. Bởi vì trong khoảng 3 ngày đầu tiên của cái biểu hiện sốt xuất huyết, nếu mà mình thực hiện xét nghiệm về công thức máu cũng như là xét nghiệm về sốt xuất huyết thì kết quả sẽ thể hiện là thường xuyên thể hiện là âm tính giả. Tất nhiên là có mắc bệnh sốt xuất huyết nhưng mà kết quả xét nghiệm ra là âm tính sẽ dễ chẩn đoán sai bệnh. Cho nên là bác sĩ nghi ngờ bệnh sốt xuất huyết thì thường thực hiện liên tục mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ, thực hiện một lần để xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu để tìm xem và theo dõi cái số lượng tế bào máu có thay đổi hàng ngày hay không. Bởi vì cái kết quả xét nghiệm về tổng phân tích tế bào máu hay còn gọi là công thức máu đó, thì cái tình trạng mà giảm tiểu cầu ở bệnh nhân sốt xuất huyết á, thường xảy ra. Có nghĩa là cái cơ thể của người bệnh khi mà đã bị nhiễm virus Dengue thì trong quá trình đó thì cơ thể của người bệnh sẽ tự sinh ra các kháng thể chống lại virus. Tuy nhiên cái kháng thể này nó vô tình nó hoạt động quá mức và kháng lại, phá hủy cái tiểu cầu chính thông qua cái cơ chế miễn dịch. Kèm theo đó là cái cơ chế của virus sốt xuất huyết nó tự gây ức chế tủy, từ đó là gây ra hiện tượng giảm tiểu cầu tạm thời. Khi mà tiểu cầu trong máu giảm thì sẽ dẫn đến tình trạng xuất huyết như là xuất huyết dưới da nè, hoặc là dưới dạng là phát ban hoặc xuất huyết niêm mạc, làm chảy máu cam, chảy máu răng miệng. Có những cái trường hợp nặng hơn thì nó sẽ làm cho cái tình trạng chảy máu bên trong cơ thể với các cái dấu hiệu như là nó làm cho mình đau bụng nè, nôn ra máu nè, đi ngoài phân đen, hoặc là những người có cái trường hợp giống như là bị tới tháng, tới chu kỳ kinh đó, giống như bị rong kinh đó. Đối với những cái trường hợp mà người bệnh bị sốt xuất huyết mà có giảm tiểu cầu thì có nguy cơ là xuất huyết rất là nặng, cho nên là mình cần nghỉ ngơi, tránh đi lại nhiều, hạn chế thực hiện các cái vận động mạnh, tránh động vào các tĩnh mạch lớn hoặc là tĩnh mạch khó cầm máu. Khi người bệnh có cái dấu hiệu cũng như là triệu chứng về sốt xuất huyết thì bác sĩ thường xuyên ghi vào cái hàng chẩn đoán là theo dõi sốt xuất huyết để cho nhân viên y tế cũng như người bệnh theo dõi thường xuyên và không bỏ sót, thường xuyên kiểm tra cái công thức máu mỗi ngày để theo dõi cái tiểu cầu nó có cao hay thấp. Nếu mà ở dưới ngưỡng thấp dưới 50g thì kèm theo các cái triệu chứng xuất huyết thì sẽ được truyền cái tiểu cầu đó vào. Và đây là hình ảnh khi người bệnh bị nhiễm sốt xuất huyết ở giai đoạn đầu nha mọi người. Khi nhiễm virus thì cơ thể dễ bị thoát dịch khỏi cái lòng mạch, gây cô đặc máu, dễ sốc và dễ tử vong. Những cái chấm đỏ li ti này nè, mình sẽ dễ thấy bằng mắt thường hơn. Thường cái giá tiền để xét nghiệm cái công thức máu này thì tùy theo bệnh viện, có nơi từ 60.000 cho tới 80.000 cho một lần xét nghiệm máu nha. Đây là một ví dụ điển hình về cái xét nghiệm công thức máu ở ngày thứ hai của một bé trai 3 tuổi. Kết quả xét nghiệm theo dõi sốt xuất huyết ngày 2. Ở đây cái tiểu cầu của người bệnh nhân này là bạn để ý cái chữ PLT nè, là cái tiểu cầu nè. Nó có cái chỉ số là 153 ha. Cái kết quả của cái người bệnh ha. Mà ở đây cái chỉ số bình thường của nó là trong 150 đến 400. Đây là cái chỉ số bình thường của một người bình thường. Thì nó đang ở cái mức mà thấp nhất. Thì cho nên mà bé thì đang sốt nữa. Và đang có rất là nhiều triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết, thì cho nên là bác sĩ không có cho nhập viện thì theo dõi thì sẽ xét nghiệm qua ngày 3. Cái này là mình chỉ có theo dõi nghi ngờ sốt xuất huyết thôi. Và tiếp theo đây là kết quả xét nghiệm công thức máu của ngày 3 thì mọi người thấy đây là cái lượng tiểu cầu BLT này mọi người. Ra cái kết quả là 133 ha. Còn cái số chỉ số bình thường là 150 đến 400 là mọi người. Thì cái chỉ số này đúng là nó ngày hôm qua là 153. Mà hôm nay qua một ngày sau là nó giảm còn có 133 thôi ha. Cái tiểu cầu nó giảm sâu xuống nè. Thì vẫn tiếp tục theo dõi tiếp nha mọi người. Tìm ra cái công thức máu, cái lượng tiểu cầu thì nó có dấu hiệu tụt giảm do nghi ngờ sốt xuất huyết. Nhưng mà cái xét nghiệm về test nhanh Dengue thì nó là âm tính. Thì bởi vậy ở giai đoạn đầu nó thường là âm tính giả, cho nên là phải theo dõi thường xuyên chứ không là nó dễ bị bỏ sót bệnh đó. Cho nên chúng ta nhà mình có ai mà bị bệnh đó, thì mình nên theo dõi thường xuyên nha. Còn cái giá tiền của xét nghiệm sốt xuất huyết này thì khoảng 150 nha mọi người. Cái kết quả xét nghiệm này tùy bệnh viện, có bệnh viện thì những bệnh viện tư thì cỡ 150 trở lại, 150 học trên, còn các bệnh viện nhà nước thì có thể là dưới 150.000 nha. Kèm theo đó là bác sĩ cho xét nghiệm các xét nghiệm về sinh hóa như là ure, creatinine, là hai cái này là xét nghiệm về chức năng thận của mình ha. Bác sĩ sẽ cho xét nghiệm men gan SGPT và SGPT, thì ở đây có cái lượng men gan SGPT của người bệnh thì nó hơi thấp tí xíu nha, hơi thấp xíu xíu thôi. Thì ở đây là ngày 3 cũng không có phát hiện được nhiều, cho nên là phải theo dõi thường xuyên thì mới chính xác được cái bệnh. Rồi hồi nãy cái ngày 3 thì xét nghiệm ra cái tiểu cầu BLT là 133 ha mọi người. Qua ngày thứ tư là cái lượng tiểu cầu còn có 107 thì nó lại tục thêm nữa. Và cái kết quả xét nghiệm Dengue thì nó là dương tính nha mọi người. Thì nó dương tính là nó đã nhiễm, nó thể hiện rõ luôn cho mình biết nha. Tuy nhiên cái trường hợp này thì rất là nhẹ chứ không có nặng gì hết. Nhưng mà qua ngày 5, ngày 6, ngày 7 thì nó trở về lại bình thường, cho nên là không có cần phải điều trị, cũng không có cần phải nhập viện gì đâu mọi người. Những cái chỉ số mà nó càng giảm, càng tục giảm, nếu mà cái tiểu cầu BLT này nè nó xuống ở mức 50 thì bắt buộc phải truyền thêm tiểu cầu cho người bệnh, tất nhiên là truyền máu mọi người, thì truyền cái lượng tiểu cầu vào để bổ sung nha. Mỗi lần mình xét nghiệm một cái công thức máu này thì nó đếm cho rất là nhiều chỉ số là bạch cầu, WBC nè, các bạn nhìn kỹ thì các bạn sẽ thấy đây là bạch cầu ha, RBC là hồng cầu, còn BLT này là tiểu cầu ha mọi người. Khi mà những cái chỉ số này nó tăng giảm bất thường thì bác sĩ sẽ kiểm tra và sẽ quyết định mình có nhập viện hoặc là xuất viện, hoặc là truyền máu, hoặc là truyền tiểu cầu ha mọi người ha. Hiện nay cái bệnh sốt xuất huyết Dengue này chưa có vaccine phòng ngừa và cái cũng chưa có thuốc đặc trị nữa. Hiện tại chỉ mới trong giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm thôi. Cái điều trị chỉ có điều trị theo từng cái triệu chứng mà người bệnh mắc phải. Sốt xuất huyết nếu mà mình đưa đến bệnh viện trễ hoặc mình phát hiện trễ là nó dễ bị tai biến, cũng như là để lại những cái di chứng rất là nguy hiểm, hoặc là cũng có thể là dẫn đến tử vong nếu mà mình không điều trị kịp thời. Mình đưa đến trễ hoặc phát hiện trễ thì bác sĩ cũng khó chẩn đoán trong cái giai đoạn này nha mọi người. Có thể bạn thừa biết là mũi cái Andes truyền bệnh sốt xuất huyết từ người sang người và chỉ hoạt động vào ban ngày, trong khi bạn chỉ mắc màng ngủ vào ban đêm. Ban đêm nó sẽ giữ sức về ngủ với chồng con của nó. Đây là hình ảnh con muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết. Nó có màu nâu đen và trên mình nó có những cái chấm trắng. Thích sống ở những cái nơi chứa nước sạch trong nhà. Vì vậy chúng ta nên đổ bỏ nước mà đọng xung quanh nhà. Mình sống chủ động để bảo vệ mình trước nha mọi người. Vì bây giờ đang là mùa mưa cho nên là dễ bị sốt xuất huyết lắm mọi người. Cho nên mà khi chúng ta mà ngủ ban ngày thì chúng ta cũng nên nhớ mắc màn, buông màn xuống để nó tránh bị muỗi. Một ít thông tin đến tất cả mọi người nha.